Xin chào các bạn, hôm nay shop giới thiệu cho các bạn dòng máy làm kem hoàn toàn tự động của Water. Dòng máy này thì nó có dung tích là 1,5 lít và độ lạnh của nó lên đến âm 18 độ và âm 43 độ với công suất là 140W và trọng lượng của thân máy khoảng 9,6 cân. Thì máy này rất là chắc chắn và ưu điểm lớn nhất của nó là hoàn toàn tự động và có chế độ là bảo ôn giữ lạnh khi mà chúng ta kết thúc quá trình làm kem. Ngoài ra thì cái ưu điểm thứ hai của nó đó là âu có thể tháo rời như thế này. Và vì là hoàn toàn tự động cấp đông bâu cho nên là chúng ta không cần phải cấp đông bâu trong vòng 24 giờ như các loại máy làm kem cũ nữa. Và Water mang cho mình đầy đủ những cái chức năng mới hiện đại của các dòng máy kem mới. Và các bạn có khi hiện tại bây giờ shop đang có chương trình đó là các bạn mua một máy làm kem Water, các bạn có thể được tặng ngay một cái máy làm ốc quế. Một combo máy rất là tuyệt vời khi mà các bạn muốn làm những cái đi kem tại nhà. Và ngoài ra các bạn được shop tặng thêm những cái mút kem như thế này, cái thìa nhựa và các cái cốc đựng để chúng ta đo dung dịch. Và các bạn có nhu cầu về mua sản phẩm máy làm kem để được tặng chương trình ưu đãi thì các bạn liên hệ số 0962 757 091 và các bạn có thể truy cập Facebook là Dụng cụ làm bánh 68. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi sản phẩm của shop.